Liên quan đến việc áp giá sàn vé máy bay đang được dư luận đặc biệt quan tâm, tại buổi họp báo hôm qua, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ không vì lợi ích của hãng hàng không nào quyết định đưa ra vì lợi ích của người dân. Bộ Giao thông, Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đưa ra cơ chế phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh, bảo đảm lợi nhuận nhưng phải tăng chất lượng dịch vụ. Tại cuộc họp báo, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định ý tưởng về giá sàn vé máy bay được một hãng hàng không đưa ra khi góp ý về khung giá dịch vụ và chưa phải là đề xuất của Cục Hàng không. Quy định giá trần giá sàn hàng không là một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến vận chuyển hàng không, đặc biệt là người dân với tư cách là hành khách. Dù là một hay nhiều doanh nghiệp, nhưng cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu, đánh giá một cách công khai. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm, Bộ đề nghị Cục Hàng không căn cứ vào các hãng hàng không quốc gia, khu vực và trên thế giới để có tham mưu đề xuất, nhưng phải trên cơ sở ngày càng tạo điều kiện cho người dân tham gia với mức giá hợp lý, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các hãng hàng không tồn tại và phát triển. Vietnam Airlines bây giờ cũng là công ty cổ phần, các công ty nên nhớ như vậy, mà có cái tham gia của cả cái nhà đầu tư là Nhật Bản, thì người ta cũng cần cái minh bạch chỗ này. Cho nên cảm thấy yên tâm ở cái chỗ tức là cái giá trần giá sàn á, là các hãng người ta có cái đề xuất như vậy, nhưng hiện nay Bộ đang giao cho Cục Hàng không nghiên cứu và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất, và trên cái tinh thần như tôi nói tức là đáp ứng được cái giá dịch vụ thấp nhất cho người dân, chứ không phải là thông qua đó mà lại tăng cái giá dịch vụ lên. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, việc áp giá sàn vé máy bay không khả thi bởi phương thức quản lý giá vé máy bay bằng khung giá, tức giá trần hay giá sàn, đến nay đã không còn phù hợp trong điều kiện thị trường cạnh tranh. Thay vì quản giá vé máy bay bằng biện pháp hành chính, các chuyên gia đề xuất phương thức quản lý nên thay đổi theo hướng giảm tối đa sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước và để thị trường quyết định dựa trên cung cầu.